Cuộc đời tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Phạm Nhật Vượng sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội. Cha Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quang, là một quân nhân phục vụ trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Mẹ ông bán trà rong trên phố. Em trai của Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ, là chủ tịch An Viên Group. Em gái Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Lan Anh, hiện đang là thành viên hội đồng quản trị, đồng thời kiêm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tổ bảo hiểm tài sản của tập đoàn Vingroup. Năm 1982, Phạm Nhật Vượng theo học tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 1985 ông tốt nghiệp. Đến năm 1987 ông thi đỗ trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Và nhờ thành tích xuất sắc trong môn toán, ông được học bổng du học ở trường Đại học Thăm dò Địa chất Liên bang Nga theo ngành kinh tế địa chất. Ngay từ năm 3 đại học ở tòa nhà Dom 5 Moscow, ông đã bắt đầu kinh doanh. Ông thuê một phòng để bán hàng, sau đó mở nhà hàng, rồi nhập hàng từ Việt Nam để bán, tiếp đó buôn áo gió áo ấm mùa đông. Lúc đầu kiếm được nhiều tiền nhưng sau thị trường thay đổi, thiếu kinh nghiệm nên phá sản. Năm 1993, Phạm Nhật Vượng tốt nghiệp đại học và kết hôn với một người bạn cùng học đại học là bà Phạm Thu Hương. Lúc này Liên Xô vừa sụp đổ, đang rơi vào hỗn loạn, xuất hiện nhiều cơ hội kinh tế. Ở Việt Nam thì đang thực hiện đổi mới. Hai vợ chồng quyết định không về nước mà chuyển tới sống ở Kharkov, Ukraine. Lúc rời xuống Kharkov, ông còn nợ 40.000 đô la Mỹ. Vay mượn tiền từ bạn bè và người thân được 10.000 đô la Mỹ, ông và bà Hương mở một nhà hàng Việt Nam tên là Thăng Long ở Kiev, Ukraine. Ngày 8 tháng 8 năm 1993, Phạm Nhật Vượng bắt đầu sản xuất mì ăn liền với thương hiệu Mivina sau khi vay 100.000 đô la Mỹ từ những người bạn Việt với lãi suất 8% một tháng. Đến năm 1995, thương hiệu mì Mivina bắt đầu xuất hiện trên thị trường rồi nhanh chóng trở thành tên thương hiệu cho hầu hết các thực phẩm ăn liền ở Ukraine. Sản lượng mì Mivina là 1 triệu gói trong năm 1996. Ông tung ra sản phẩm rau thơm khô đóng gói năm 1999 và bột khoai tây năm 2000. Đến năm 2004, mì ăn liền hiệu Mivina đã chiếm tới 97% thị phần ở Ukraine. Năm 2007, doanh nghiệp của ông bắt đầu sản xuất thức ăn nhanh và sản xuất các loại súp đóng gói. Năm 2010, công ty Nestle SA của Thụy Sĩ đã mua lại công ty sản xuất đồ ăn nhanh công ty trách nhiệm hữu hạn Technocom của ông Phạm Nhật Vượng với giá 150 triệu đô la Mỹ. Vào thời điểm đó, ông Vượng còn sở hữu hai nhà máy ở Kharkov với doanh thu khoảng 100 triệu đô la Mỹ một năm. Công ty có khoảng 1.900 công nhân. Năm 2000, Phạm Nhật Vượng đầu tư phần lớn lợi nhuận từ việc bán mì gói về quê hương Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Ông hiện vừa là sáng lập viên, vừa là thành viên hội đồng quản trị Vinpearl và công ty cổ phần Vincom. Tháng 9 năm 2009, tập đoàn Technocom đổi tên thành tập đoàn Vingroup, tên đầy đủ là Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Chuyển trụ sở từ Kharkov, Ukraine về Hà Nội, Việt Nam. Về gia đình, Phạm Nhật Vượng có vợ là Phạm Thu Hương với ba người con, Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh. Năm 2007, Phạm Nhật Vượng đã tài trợ 18,5 tỷ đồng để xây dựng trường trung cấp dạy nghề Phạm Dương và trường mầm non Phù Lưu cho Hà Tĩnh, quê của bố ông. Về phía quê mẹ ông ở Bát Trang, An Lão, Hải Phòng. Ông thường xuyên về quê thăm hỏi và tài trợ cuộc sống của người dân ở đây. Ông cũng đã có công đóng góp tu tạo đình làng và tài trợ huyện đổ đường và làm lại dọc đường thị trấn An Lão. Phạm Nhật Vượng hiện là chủ tịch hội đồng quản trị Vingroup.
Ông được xem là tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011 với giá trị tài sản lên đến khoảng 21.200 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm đó. Trước đó vào năm 2010, Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với số tài sản gần 15.800 tỷ đồng. Phạm Nhật Vượng được tạp chí Forbes nêu tên trong danh sách tỷ phú thế giới lần đầu tiên vào năm 2013 ở vị trí 974 thế giới với tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ, năm 2016 là 2,1 tỷ đô la Mỹ. Theo Forbes vào cuối tháng 7 năm 2019, tài sản của Phạm Nhật Vượng có giá trị 8,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 239 trong số các tỷ phú thế giới và đứng thứ 198 tính theo thời gian thực. Năm 2020, ông là người giàu nhất Việt Nam và giàu thứ 286 trên thế giới với 5,6 tỷ đô la Mỹ. Forbes ghi nhận giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đạt 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 486 triệu đô la Mỹ, 5,68% so với đầu ngày 12 tháng 4 năm 2021. Với giá trị tài sản trên, ông Phạm Nhật Vượng đang đứng thứ 262 trong danh sách tỷ phú USD của thế giới do Forbes thống kê và bình chọn. Tháng 6 năm 2021, theo thông tin trên báo Dân Trí, diễn biến cổ phiếu VIX biến động khiến tổng giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng sụt giảm khoảng 50.975,2 tỷ đồng. Dẫu vậy, ông vẫn giữ nguyên vị trí là người giàu nhất Việt Nam.